Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ rất rẻ. Và hôm nay là ngày 19 tháng 10 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ review và giới thiệu cho các bạn là sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn nhé. Thì trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Samsung S10 5G. Thì con này là phiên bản là đa sắc các bạn nhé. Đấy, Samsung S10 5G. Con này là phiên bản là đa sắc các bạn nhé. Thì là con này thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình chi tiết cho các bạn. Thì sản phẩm là Samsung S10 5G này, xem là cấu hình và chi tiết như thế nào các bạn nhé. Thì con này của nhà mình là phiên bản Hàn này. Đấy. Con này S10 5G của nhà mình là phiên bản Hàn này, một SIM một sóng này. Con này sẽ hỗ trợ là 5G các bạn nhé. Cấu hình con này là phiên bản là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K cộng. Nói chung là cái màn hình 2K của bạn xem phim thì cực kỳ tuyệt vời. Thì là con này bên mình thì là của nó, bên mình của nhà mình thì là màn hình đẹp keng nhá. Đấy. Bên mình của nhà mình màn hình con này sáng đẹp keng các bạn nhá. Thì con này là chạy chip Exynos là 9820 hay sao ấy. Nói chung là chuẩn rồi. 9820 các bạn nhá. Con này là chạy chip Exynos là 9820. Đấy. Các bạn về muốn biết cấu hình các bạn có thể lên Google search để giúp mình các bạn nhé. Camera có chụp góc rộng góc hẹp rất ok luôn. Đấy. Lấy led đúng vào khung cái biển của các bạn nhé. Rất là tuyệt vời các bạn nhé. Samsung S10 5G đấy. Chụp ảnh cam trước cực kỳ tuyệt vời. Dung lượng pin con này là pin 4500. Đấy. Camera của nó 3 camera rất là sướng các bạn nhé. Thì là về ngoại hình con này thì là gì nhỉ? Con này thì là ngoại hình như là máy còn 90% các bạn nhé. Con Samsung S10 5G này thì là ngoại hình con này thì là máy còn 90%. Đấy. Ngoại hình thì con này thì là máy còn 90%. Thì là chỗ này thì nó bên dưới này thì nó hơi phe phẩy một tí thôi các bạn nhé. Đấy, màu đa sắc này, màu này rất là đẹp luôn. Đấy. Và sản phẩm là Samsung S10 5G con này thì nhà mình sẽ thanh lý cho bạn với giá 5.800.000 các bạn nhé. Đấy. Con Samsung S10 5G này thì nhà mình sẽ thanh lý cho bạn với giá 5.800.000. Đấy. Bạn nào mà thích sản phẩm là Samsung S10 5G này các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline mình. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì là mong bạn thông cảm. Hoặc các bạn nào gần các bạn phải trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và bây giờ thì sẽ là không có chốt hay là không vùng xanh vùng đỏ rồi. Các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình lúc nào cũng được các bạn nhé. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Và bên mình thì có là ship cô ba miền nên là các bạn cứ yên tâm nhận hàng, được kiểm tra hàng và thanh toán, nên là các bạn cứ yên tâm về mua sản phẩm bên mình các bạn nhé. Samsung S10 5G đấy ạ. Đấy, giá con đầu tiên mình sẽ thanh lý bạn giá 5.800.000. Và con tiếp theo thứ hai hôm nay thì nhà mình về được là lô này là lô LG V50 các bạn nhé. LG V50 thì mình cấu hình các bạn cũng đã rõ rồi. Thì nói chung là con này thì là máy quốc dân rồi. Cấu hình cũng đã rõ rồi. Thì là cấu hình con này thì là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB, pin 4000, màn hình là 6,4 inch, BOLED 2QHD 2K các bạn nhé. Nói chung là cái màn hình 2K thì các bạn xem phim nghe nhạc thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Khỏi phải chê luôn. Ngoại hình con này thì là ngoại hình thì còn độ trên 90% nhá. Đấy. Ngoại hình thì con này thì máy còn trên 90%. Con này thì là màn hình đẹp keng nhá. Đấy, màn hình sáng đẹp keng luôn. Nói chung là sản phẩm LG V50 này có hỗ trợ 5G. Đấy. Nói chung là hỗ trợ 5G các bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Tính năng mở khóa, tính năng là khuôn tay và khuôn mặt nhá. Mở khóa rất nhiều tính năng. Đấy. Còn LG V50 thì lâu lắm cái hàng này thì đợt này thì nó hơi bị khan. Đâm là hàng về hơi ít. Còn đâu một số máy thì mình còn ít máy thì mình sẽ để ở bán cửa hàng. Đâm là mình nhiều khi mình không live stream thường xuyên được. Và đây là cổng sạc tai si và rắc tai nghe 3.5. Rắc tai nghe 3.5 này nhiều bạn rất là thích. Ví dụ cắm ra mic live stream hay là thu âm live stream. Rất là hay và rất là tiện lợi. Nó không như cái chân mà lightning của iPhone nhiều khi rất là bất tiện các bạn nhé. Đấy, cái tính năng rất là hay. Và hỗ trợ 5G. Đấy, rất nhiều tính năng. Chip là 855. Chip này gánh game hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Thì con LG V50 đầu tiên này thì của nhà mình thì nó là màn hình đẹp keng nhá. Con này thì màn hình keng. Chỉ duy nhất bị chầy một tí đấy các bạn nhá. Đấy. Bị duy nhất chỉ chầy một tí đấy các bạn nhá. Đấy, chỉ nhất chầy một tí đây thôi các bạn nhá. Đây, ngoại hình con này đẹp. Chỉ nhất một chầy một tí kính chỗ này các bạn nhá. Đấy, chầy một tí kính thôi. Đấy, chầy một tí kính chỗ này các bạn nhá. Đấy, chầy một tí kính chỗ này. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2.900.000 các bạn nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 2.900.000 này. Con đầu tiên chỉ bị chầy một tí chỗ này. Thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.900.000 các bạn nhá. Đấy, còn LG V50 đấy. 2.900.000 cho bạn nhá. Đấy.
Và đây thì là còn bốn con này là con đẹp nhá. Bốn nhưng mà 1 này, 2, 4 cây này thì nhà mình là bốn con đẹp nhá. Hôm nay nhà mình về bốn cây đẹp này. Bốn cây đẹp này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.500.000. Đấy. Bốn cây này thì là ngoại hình đẹp nhá. Đấy. Ngoại hình đẹp, tất cả đều màn hình đều sáng đẹp hết các bạn nhé. Đấy. Tất cả máy đẹp, ngoại hình sáng đẹp các bạn nhá. Thì là bốn cây này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy. Bốn cây máy đẹp này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000. Đấy. Còn các bạn còn bạn nào mà không kỹ tính ấy thì các bạn có thể là mua con 2.900.000 đấy các bạn nhé, chỉ chầy một tí đấy thôi, dùng không ảnh hưởng gì hết các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG V50 thì các bạn thể liên hệ trực tiếp mình đặt hàng các bạn nhé. Và tiếp theo thì là mẫu điện thoại giá rẻ tiếp theo thì là có con iPhone 8 này. iPhone 8 này thì mình sẽ iPhone 8 này thì là mình sẽ con này thì là của nhà mình là phiên bản nhá, mình sẽ nói sơ qua qua đây ạ. Con này của nhà mình là iPhone 8 này, phiên bản là Mỹ LLA này. Cấu hình con này là phiên bản là 64GB các bạn nhé. Nói chung là về cái phần iPhone thì các bạn không cần quan tâm về RAM đâu. Thì vì cái iPhone này các bạn không cần để ý về RAM đâu. Cấu hình dùng rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đấy, iPhone 8 các bạn nhé. Tình trạng pin con này còn 80% nhé. Đấy, pin con này còn 80% luôn. Đấy, iPhone 8. Con này thì mình đã tháo ra kiểm tra rồi. Con này thì là main zin, màn zin. Đấy, bao cho bạn coi như là màn vỡ kính. Các bạn có thể đi ép kính thoải mái các bạn nhé. Bao cho bạn con này là iPhone 8 này là main zin, màn zin. Thì là tình trạng con này thì là vỏ có cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Tại vì những sản phẩm là iPhone thì là dùng lướt rồi thì là có cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Đây ạ. Lưng phải một tí, mấy chỗ này phải một tí các bạn nhé. Hơi cũ phải theo thời gian. Thì là giá con iPhone 8 này thì mình sẽ bán cho bạn với giá coi như là 3.500.000 bằng với giá coi như là gì nhỉ? V50 các bạn nhé. Đấy, V50 thì nó to hơn, dung lượng pin nhiều hơn. Nhưng mà con này thì là iPhone 8. Nói thật với các bạn nhưng mà bé hạt tiêu các bạn nhé. Đấy, con này thì là cầm nói thật các bạn nôi cực kỳ nôi đồng bồi đá luôn. Dùng cực kỳ là iPhone 8 thì dùng cực kỳ là bền luôn. Nói chung là đồ công nghệ của iPhone rất là bền các bạn nhé. Đấy. iPhone 8 này. Đấy, mặt lưng kính các bạn nhá. Dùng cực kỳ nôi đồng bồi đá. Giá mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là bằng với giá coi như là LG V50. Đấy, các bạn có thể là cân nhắc. Các bạn nào mà thích nhỏ gọn thì các bạn có thể là mua iPhone 8 này. Đấy, bạn nào mà thích to các bạn có thể là mua LG V50 các bạn, rất là hợp lý các bạn nhé. Đấy, iPhone 8 3.500.000. Và tiếp theo nhà mình có một mẫu máy nữa mà cũng nhỏ như kiểu là iPhone 8 nhưng mà nó chỉ dài hơn một tí thôi. Tiếp theo nhà mình là sản phẩm về hôm nay nhà mình là về tiếp tục là sản phẩm là Samsung S9 các bạn nhé. Con S9 này thì là phiên bản của nhà mình ấy, thì tất cả bốn cây này của nhà mình đều là phiên bản Mỹ này. Đấy. S9 ấy, của nhà mình thì đều là phiên bản Mỹ nhá. Chạy chip Snap là 845. Dung lượng pin con này thì là 3000 và màn hình của nó là QHD 2K cộng tràn viền là 5.8 inch các bạn nhé. Bản Mỹ sẽ là một sim một sóng các bạn nhá. Đấy. Bản Mỹ này sẽ là một sim một sóng, mặc định của bản Mỹ này. Đấy. Và bộ nhớ trong con này thì là cũng khủng đấy các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Con S9 này nó thật với các bạn bé bé hạt tiêu nhá. Nói chung là những sản phẩm là dòng S này rất là tuyệt vời luôn. Bốn con này thì là ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé. Bốn con S8 này ngoại hình thì nhà mình còn bốn con S9 này. Đấy, bốn con S9 phiên bản Mỹ màu đen này thì là ngoại hình bọn này thì là sẽ là trên 90%, thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Đấy, rẻ hơn cả iPhone 8 này và LG V50. Đấy, các bạn có thể là cân nhắc. Các bạn nào mà thích nhỏ gọn ấy thì các bạn có thể là mua sản phẩm là Samsung S9 này. Thứ nhất là cái loa to và thứ hai là chip Snap. Nói chung là chạy cũng ok. Nói chung là loa to nghe sướng lắm. Mình sẽ vào thử nghe nhạc cho các bạn, coi như là sản phẩm là Samsung S9 này. Nghe loa nhạc nghe kép rất là sướng các bạn nhé. Đấy. Đấy, bỏ cái này quảng cáo thôi. Mình sẽ bỏ quảng cáo thôi. Đấy, nói chung là dòng S này các bạn nghe hai loa nhé. Nghe rất là sướng nhé, một loa trên này và một loa dưới này. Nói chung là cái đồ công nghệ của Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Nghe nhạc quá phê, quá sướng, màn hình 2K rất là sướng. Đấy, mình chỉ nghe đoạn đấy thôi, không là dính mất bản quyền các bạn nhé. Nói chung là cái đồ công nghệ của Samsung nó thật các bạn dùng rất là sướng. Hoặc những sản phẩm mà công nghệ của Apple rất là chất nhé. Đấy. Đấy, với mức giá là hơn 3 triệu các bạn có thể cân nhắc là LG V50 để trải nghiệm một con máy. Hoặc bạn nào muốn trâu bò thì các bạn có thể chọn một con iPhone 8 này hoặc con S9 này các bạn nhé. Rất là trâu bò các bạn nhá. Đấy, các bạn phải cân nhắc mua mấy sản phẩm này. Và tiếp theo thì hôm nay nhà mình lại về con này, con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime các bạn nhé.
Đấy, Samsung Z7 Bright. Đấy. Samsung Z7 Bright thì con này là phiên bản Hàn Quốc các bạn nhé. Con Samsung Z7 Bright này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1,3 triệu. Đấy. Ngoại hình con bản Hàn Quốc này còn rất là đẹp. Ngoại hình con bản Hàn Quốc con này rất là đẹp các bạn nhé. Con Samsung Z7 Bright này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1,3 triệu cho bạn nhé. Đấy. Phiên bản Hàn Quốc các bạn nhé. 1,3 triệu. Và tiếp theo con này là đây thì để tí nữa mình lên sau mình giới thiệu sau. Thì hôm nay nhà mình về con này thì mình cũng là thanh lý cho bạn với giá là 1,3 triệu đi. Đấy. Đây, con này là con Samsung A20. Con Samsung A20 con này là phiên bản công ty này, hai SIM hai sóng này. Cấu hình con này của nó là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Mà pin con này là dung lượng pin của nó là pin 4000 các bạn nhé. Con A20 này con này đã khách đã thay màn một lần rồi các bạn nhé. Con A20 này con này thì khách đã thay màn một lần rồi. Đấy, mình nhập sao của khách thì mình sẽ nói luôn cho bạn như vậy luôn cho nó dễ. Đấy. Con A20 này khách cũng đã thay màn một lần rồi. Nói chung là con này là pin trâu, loa to. Đấy. Nói chung là cái dòng này các bạn mua loa con này, các bạn mua con này về học online khỏi phải chê luôn. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1,3 triệu các bạn nhá. Con Samsung A20 1,3 triệu cho bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung A20 này các bạn thể nhanh tay đặt hàng cho mình được sớm nhất nhá. Đấy. Giá với giá là chỉ 1,3 triệu cho bạn nhá. Đây. Con Samsung Z7 Bright này cũng là 1,3 triệu. Đấy. Đấy. Nói chung là cái bọn Samsung Z7 Bright này cũng là bền này. Cũng cực kỳ nồi đồng cuối đá các bạn nhé. Bản Hàn sẽ là chạy một SIM một sóng các bạn nhé. Bản Hàn thì con này sẽ là chạy một SIM một sóng các bạn nhé. Đấy, 1,3 triệu. Thì con này là bản công ty nhưng mà nó thay màn hình rồi. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung 1,3 triệu các bạn nhanh tay đặt hàng mình là sớm nhất qua hai số hotline. Đấy. Bạn nào mà cân nhắc sản phẩm là S9 này, iPhone 8 này và LG V50 này thì các bạn thể là nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được mấy mẫu giá rẻ này. Thì các bạn ưng là sản phẩm nào các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhá.